Và sắp xin chào toàn thể các anh. Có rất là nhiều anh hỏi em là còn đu bông xăng mini không? Đấy thì trong video này em xin trả lời là em còn nhá. Đây là mẫu đu bông xăng mini này, được thiết kế theo một cái form rất là nhỏ gọn, tiện lợi, nhẹ hơn những cái dòng sản phẩm đu bông ga rất là nhiều. Đấy, chúng ta bỏ vào trong túi thì nó sẽ không bị nặng túi. Đấy, nhỏ gọn, tiện dụng. Bơm xăng thì ở dưới này nhá. Bơm xăng thay đá dưới này. Cái âm thanh của nó thì cũng không hề kém cạnh gì so với lại cái đu bông ga đâu. Đây, mở này. Âm rất là hay luôn. Đó. Chiếc này thì được thiết kế có buồng tránh gió này, được mạ vàng 24K toàn thân. Và ở đây thì được đính một cái hộp mà kim cương giả đấy. Rất là nhạy nhé. Cái này thì dòng riêng những dòng mà dùng xăng ấy thì em sẽ không bơm xăng vào trước, để các anh chính tay các anh lên lửa. Đấy. Âm rất là hay. Và giá của chiếc này là 1 triệu rưỡi nhá. Giá là 1 triệu rưỡi. Sử dụng thì bên em bảo hành cho anh là trọn đời. Âm rất là hay. Kết nhất cái âm thanh của cái dòng đu bông xăng này thôi. Đó. Ngoài ra thì nó sử dụng xăng nó cũng tiện dụng, dễ dễ thay. Giá 1 triệu rưỡi các anh nhé.